Xin gửi lời chào tới toàn thể cô chú anh chị em đã quay trở lại với kênh YouTube của em ngày hôm nay. Em là Quỳnh Phạm và hôm nay đến với tất cả quý khách hàng thì bên kho của em lại về một cái sản phẩm rất là mới, lần đầu tiên xuất hiện ở trên thị trường Việt Nam. Và Quỳnh Phạm hôm nay đến với tất cả quý hàng là đang ở kho và về rất là nhiều hàng. Ở đây là rơi vào 5 thùng, là rơi vào 700 chiếc bơm. Đó, bơm này thì chuyên dụng để các bác chúng ta sử dụng ở trong những khu vực ví dụ như là bể nước công viên này, bơm bể cá này, chúng ta tưới cây cảnh này, vân vân. Tại vì dòng sản phẩm bơm này là một cái mẫu bơm cao cấp, Quỳnh Phạm cho các bác xem. Đây trên tay em đây là một cái dòng bơm cao cấp như thế này, hộp của nó khá chi là lớn, thì bên trong chiếc bơm cũng khá chi là lớn đấy các bác. Đó, và bây giờ chúng ta sẽ cùng em đi chi tiết về chiếc hộp bên trong. Đó, bên trong thì sẽ gồm theo một cái hai cái đầu dẫn nước hay còn gọi là cút đấy các bác. Thì đối với dòng sản phẩm ở bên trong này sẽ gồm theo hai cái đầu này, hai cái đầu cút như này. Đó, toàn bộ chất liệu của nó là đồng các bác nhá, đồng nguyên khối và người ta đã tiện. Đây gọi là cái cút này. Đó, hai đầu lắp ở hai đầu nước các bác. Đó, đối với dòng sản phẩm này thì phụ kiện đi kèm theo gồm theo gì nữa ạ? Gồm theo gì ạ? Một cái gì ạ? Hai cái gioăng để chúng ta lắp hai cái cút vừa rồi. Đó, hai cái gioăng cao su này. Đó, phụ kiện đi kèm rất là nhiều món nha mọi người nhá. Đây, gồm hai cái cút là một này. Các bác nhìn kỹ này, gồm hai chiếc gioăng cao su này, hai gioăng cao su để chúng ta lắp đấy. Đó, và gồm theo gì nữa ạ? Đây là hai cái đai. Đó, hai cái đai chúng ta để siết chặt ở cái đầu nước ấy các bác, khi chúng ta mà lắp vòi nước vào để chúng ta tưới cây cảnh hoặc chúng ta dẫn nước đi xa thì chúng ta lắp cái đai này vào để nó siết ở cái đầu nước cho nó khỏi bị tụt dây nước ấy. Đây gọi là hai cái đai. Đấy, hai cái đai đi kèm. Đó, mọi người nhìn kỹ nha, kèm theo đầy đủ phụ kiện như này rất là xịn sò. Nói chung phụ kiện không thiếu một gì hết luôn, đầy đủ phụ kiện đi kèm luôn. Hàng bơm cao cấp này về kho số lượng rất là nhiều. Đây các bác, đấy các bác nhìn thấy đây là phụ kiện nhá. Tại vì trong thời gian bán hàng Quỳnh Phạm thì rất nhiều khách hỏi em có loại bơm to hơn không để anh về anh tưới cây cảnh, mẹ tưới, nói chung là mục đích sử dụng của các bác khác nhau cho nên em cũng không nắm được các bác tưới cái gì, nhưng nói chung là dòng bơm lớn. Thì dòng bơm này của nó công suất là bao nhiêu ạ? 15W các bạn. Công suất của nó 15W, 1 tiếng 1 giờ nó có thể đẩy được 800 lít nước trên 1 giờ. Các bác lưu ý nhá, đẩy được 800 lít nước trên giờ và công suất của nó là 15W, như thế là nó rất là lớn rồi phải không ạ? Thì đối với dòng sản phẩm bơm này, đây các bác nhìn đấy, đây là nhân vật chính của ngày hôm nay. Đối với dòng sản phẩm bơm này thì nó gì ạ? Đẩy 800 lít nước và công suất là 15W. Nó chuyên dụng chạy dòng điện gì ạ? Nguồn điện bình 12V, bình điện xe máy điện, xe đạp điện 12V là các bác chơi được hết. Và nữa là nếu các bác mà dùng qua điện lưới thì các vui lòng mua thêm cục điện chuyển đổi nguồn sang điện 12V là chúng ta xài ok nha mọi người nha. Đó, thì đối với dòng sản phẩm bơm này các bác nhìn thiết kế của nó này. Đó, ở cái đầu nó rất chưa đẹp này. Đó, có gen để chúng ta bắt cái con cút này vào. Đây để em thao tác cho mọi người xem nha, em hướng dẫn các bác luôn nha. Đó, khi chúng ta lắp cút vào chúng ta nhớ lắp cái con long đen này vào này. Đó, lắp long đen cao su vào, vặn vào giúp em. Đó, các bác nhìn này. Đó, rất là xịn sò luôn nha các bác nha. Đó, các bác thấy chưa ạ? Đó, còn chúng ta lắp dây tiêu chúng ta lắp ở trên này. Đó, nó đẩy nước rất là xa. Còn đây cái đầu này là gọi là đầu chắn rác, chúng ta có thể tháo ra. Đó, cái đầu chắn rác chúng ta có thể tháo ra. Đó, và chúng ta cũng thao tác như vừa rồi, nhớ là cho long đen và không nó rò rỉ nước nha mọi người nha. Đó, chúng ta lắp long đen cao su vào này và chúng ta bắt giúp em. Đó, các bác nhìn này. Đấy, khi lắp một chiếc bơm hoàn chỉnh nó sẽ như này. Đó, chúng ta thấy chưa ạ? Dòng bơm này là bơm chìm không chổi than. Đối với dòng sản phẩm bơm này là bơm chìm không chổi than, toàn bộ ở trong nó có lắp bánh quạt hết, cho nên là chúng ta dùng rất là bền. Đó, rất là bền và quan trọng nữa là chúng ta dùng nó rất là tiện nghi. Và dưới này cái đế này có thể tháo linh động nha mọi người nha. Đấy, hàng bơm cao cấp các bác nhìn thấy chưa ạ? Đó, các bác nhìn nha, có thể tháo được cả đế. Đây, các bác nhìn rõ này, đế của nó có thể tháo linh động được. Nên em lắp vào cho các bác xem nha. Đó, chúng ta dùng rất là tiện nghi. Đấy, các bác nhìn thấy chưa ạ? Lắp vào này, nó có bốn cái con mút này, bốn con mút chân này để khi bác lắp xuống bể cá chúng ta rít cái nó sẽ sạch lại. Đó, các bác nhìn nha. Đó, đối với dòng sản phẩm bơm này thì sản xuất hàng này là hàng nội địa, hàng trung ương cho nên là rất là cao cấp. Sản xuất tại nhà máy rất là lớn ở bên Trung Hoa, đó là nhà máy Quyaran. Đó, một nhà máy có tên tuổi sản xuất chuyên về nghiên cứu và sản xuất bơm này 12 năm nay rồi, cho nên là bơm rất là hiệu quả và rất là bền. Đấy, các bác thấy chưa ạ? Rất là xịn sò nhá. Và bây giờ em sẽ đi báo kích thước cho các bác này. Báo kích thước cho các bác, chúng ta dễ mua bán này. Nguyên cái củ phần bơm này, đó, nó rơi vào bao nhiêu ạ? Phần bơm này nó rất là lớn. Đây các bác nhìn này, bơm này của nó là 6cm. Đó, 6cm các bác nhìn này. Đó, nguyên cái phần bơm này là 6cm.
Đó, đây là phần bơm này, rất là to nha các bác nha. Đó, và độ ngang của bơm này, độ ngang của bơm nó rơi vào 5 phân rưỡi. Đây các bác nhìn này, đấy, rất là to nha các bác nha. Bơm rất là lớn, 5 phân rưỡi này. Đó, và độ dài khi lắp cúp này, chúng ta lắp cúp vào em báo các bác luôn cho dễ mua bán nha. Độ dài khi lắp cúp nó là 11 cm. Đó, khi lắp cúp vào nó là 11 cm. Các bác nhìn này. Đó, các bác nhìn kỹ nha. Để tránh trường hợp các bác mua về lại bảo: ôi em ơi, sao anh tưởng bơm to, bơm bé thế là chết em luôn. Em báo rất là rõ kích thước nha các bác nha. Đó, báo rất rõ kích thước luôn. Bề ngang của nó cũng như là bề dài em báo rất là rõ luôn. Đấy, các bác thấy chưa? 6 cm nha, bơm rất là to. Đấy, vừa rồi thì Quỳnh Phạm đã báo rất là rõ kích thước rồi. Và bây giờ là vấn đề rất là quan trọng mà rất nhiều anh em quan tâm đến, đó chính là giá. Một chiếc bơm này giá đưa tới tay anh em sẽ có giá bao nhiêu ạ? Sẽ có giá bao nhiêu ạ? Giá bao ship về tận nhà cho anh em luôn. Giá bao nhiêu ạ? 249.000 mua tại buổi video này các bác nhá. 249.000 khi các bác mua tại buổi video này, giá bao ship về tận nhà cho anh em luôn. Đó, nhận hàng, mở hàng ra, kiểm tra giúp em. Nói chung là cái giá cả này đúng dòng sản phẩm bơm 15W này. Đó, em bao giá toàn cái nước Việt Nam này cho anh em luôn anh em nhá. Đúng dòng sản phẩm bơm này Quỳnh Phạm bao giá luôn. Bình thường trên thị trường đang bán dòng sản phẩm bơm này là 360, 370, 380, đến với Quỳnh Phạm là sao ạ? Giá của nó bao nhiêu ạ? Giá của nó để cho anh em giá bao nhiêu? Như em vừa báo luôn, 249.000 một dòng sản phẩm bơm này bao ship về tận nhà cho anh em luôn. Nhận hàng, mở hàng ra, kiểm tra giúp em các bác nhá. Đúng dòng sản phẩm này thì các bác mới phải chi trả tiền. Đó, các bác nhìn kỹ này. Đúng dòng sản phẩm này thì các bác mới phải chi trả tiền các bác nhá. Một cái mẫu bơm cao cấp như thế này với có giá cực kỳ là yêu thương. Các bác đang có nhu cầu sử dụng dòng sản phẩm này, lên nhấc máy lên alo trực tiếp cho Quỳnh Phạm qua số điện thoại em luôn luôn cài ở bên dưới này, để chúng ta được tư vấn kỹ hơn về sản phẩm. Các bác nhìn kỹ này. Đó, mọi người nhìn thấy chưa ạ? 249.000 bao ship về tận nhà cho các bác luôn. Đó, hàng rất chi là xịn sò, đầy đủ phụ kiện đi kèm như này. Các bác lưu ý giúp em nhá. Tại buổi video này Quỳnh Phạm bán cho 50 khách hàng đầu tiên với giá 249.000. Khi lượng đơn đủ lên đến 50 khách hàng đầu tiên, tại vì dòng bơm này bơm mới, Quỳnh Phạm bán với giá tri ân. Còn kết thúc 50 khách hàng đầu tiên, Quỳnh Phạm xin phép trở về giá bán ban đầu là 229.000 không bao ship. Các bác vui lòng cộng thêm 10.000 tiền ship sau khi kết thúc video. Đó, sau khi kết thúc đủ 50 người đầu tiên. Đó, dòng bơm mới này thì rất là cao cấp. Đó, các bác dùng để tưới cây cảnh này, làm bể cá này. Đó, công viên, bồn công viên này, tạo nguồn nước nhân tạo này. Đó, hòn non bộ này, các bác sử dụng đều ok. Đó, ngoài sản phẩm bơm này ra, Quỳnh Phạm có những cái dòng bơm rất cao cấp hơn nữa, phụ kiện săn bẫy, loa đài âm ly đầy đủ phục vụ anh em. Chúc anh em chúng ta vào xem gian hàng, chúng ta mua đơn hàng thành công. Và anh em nào mà thấy sản phẩm hay và ok, có thể ấn theo dõi kênh giúp em nha mọi người nha. Và chia sẻ bài viết nếu các bác cảm thấy hay nha. Xin chào toàn thể các bác, hẹn các bác buổi video sau nhé. Chào toàn thể mọi người nha.